lúc lúc trả tiền cái xong mày ra nói nhỏ với em. Nói nhỏ gì? Anh quên đem bắt tiền. Ủa mày biết nhiêu tuổi không mà mày quen? Đâu biết đâu. Nói trời vậy hả, biết nhiêu tuổi không, nhỏ hơn mày 4 tuổi luôn đó. Wow. Nói trời vậy hả. Thế xong rồi buổi tối nó về em nói là thôi giờ không có quen nữa, thôi chia tay. Ôi cô dâu nhìn rực rỡ, long lanh lóng lánh như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích và đi bên cạnh một chàng hoàng tử rất khôi ngô tuấn tú. Ô hay, công chúa và hoàng tử tên gì, khai mau. Em tên là Đào Thị Ngọc Hạnh. Năm nay em 30 tuổi, hiện là em là giáo viên mầm non. Còn em? Em là Võ Minh Hùng, đang làm quản lý ở nhà hàng, năm nay 26 tuổi. À, là trẻ hàng... trẻ đúng rồi, rất chắc trẻ. Là cô giáo mầm non cho nên nhìn em không có ai biết cái điều đó chứ. Thế thì cơ duyên nào mà em trai gặp Hạnh vậy? Tại nhà em với nhà bà xã gần lắm anh, cỡ 100 bước chân á. Lúc đó thất tình hay nhậu, cái nhà bà xã thì bán tập quá, cái gọi điện bà xã đem bia. À, cái thấy cô gái nào mà ngon ngon mà dễ thương quá ta. Ngon ngon dễ thương mà ngon nhất chỗ nào? Nhoi nhoi lắm chị. Nhoi hả? Nhoi nhoi hay nhon? Nhoi là bà này mới nhoi 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 mới nhoi như dòi vậy hả? Hay sao lạnh chanh nhoi nhoi á anh? Ủa bộ em lúc em đưa bia là em vừa nhảy chân sáo hay sao mà chồng em nói em nhoi chị chứ hình dung được nữa. Dạ cái chắc là lúc em chạy xe cái em nhảy cái phọt xuống cái em đem bia vô là chắc em nhoi. Rồi cái ấn tượng của em là về vợ em nó là nhoi, vậy thì em ấn tượng như thế nào về cái anh bạn này? Dạ em không có ấn tượng gì đó. Ai muốn để ý thì để ý. Thì đó là cũng như là mấy bạn á về nhà em tập múa thì thấy ông xã em đang uống cà phê. Thì em nghĩ là chắc có ai đang nhìn mình cũng chảnh xấu mình chảnh. Dạ để ý thì mà mình làm chảnh nữa. Thế xong rồi cái thì lúc em đi làm thì cũng có cuộc gọi điện thoại. Em mở ra thì thấy là số cũng đẹp. Chắc cái này cũng ngon à. Dạ cái xong mày thì nói là thì gần nhà gì đó hôm bữa thấy tập múa gì đó. Xong mày cái cũng tinh xính làm quen thì cũng đi gặp mặt giao lưu. Cái xong em mới gọi điện cho ông xã nói alo đi karaoke không, thì ảnh mới nói ừ đi. Cái xong mày ba đứa bạn em đi với ảnh, cái ca xong hết rồi cái hả lúc trả tiền cái xong mày ra nói nhỏ với em. Nói nhỏ gì? Anh quên đem bắt tiền. Rồi lúc đó có tiền chị. Có mấy chục ngàn túi à. Dạ cái đi karaoke mấy trăm ngàn. Xong nói là giờ không có đủ tiền, giờ thôi em trả phụ đi. Mấy đứa bạn em á giờ thôi mình hùng tiền lại trả đi chứ giờ đâu có tiền đâu. Đó là quê lần thứ nhất. Cái xong mày cái em bực mình. Trời ơi quen bạn gái mà không có tiền. Cái xong mày liên lạc em tiếp. Cái lúc đó tặng em cái nhẫn, bỏ cái hộp đẹp lắm. Em tưởng là nhẫn bạc thiệt, em đem vô khoe trong trường với mấy chị á. Nè có người tặng nhẫn thấy chưa? Đẹp không? Trời ai cũng khen quá trời, nhẫn đẹp quá. Cái xong mày cái em ra được mấy tuần nó bắt đầu cái ngứa tiền thôi, nó tiền thôi. Hỏi ông này đi sai ông sao? Ông nói đi lý do gì ông mua nhẫn bạc nhỏ. Bị dụ chị. Ai dụ? Bán hàng dụ. Thiệt không? Thiệt, đưa ra nguyên cái hộp đè cái hộp đó em thấy không thích, cái em tính đi chỗ khác cái nói ê quay lại cái đưa ra một cái hộp mà có một cái nhẫn một à. Nói này bà làm với em ngon lắm. 150 à. 150. Rồi tặng thì thấy cũng đẹp cũng ngon, hộp đẹp rồi này nọ cái mua về cái tặng. Nhưng mà em đâu có biết là đó là đồ giả đúng không? Không. Tới chừng khi nào đến khi ngứa rồi mới phát hiện. Rồi báo lại á thì lúc đó em sao, em có quê không? Quê với chị. Nó phải mua đồ về bù tặng bù. Tặng bù à, tặng gì à? Thích gấu bông lắm, mua nhà gấu bông bự bự 5-6 con vậy á. Trời ơi tôi tưởng ông mua cái nhẫn vàng ông bù lợi cho mua gấu bông. Mua gấu bông tặng. Nhẫn vàng là đám cưới tự để dành tiền tự mua nhẫn rồi tặng chứ không có mà phải nhờ gia đình gì hết. Ồ vậy. Anh nói nghe nè, lúc quen nhau á em có phát hiện được ông này nhỏ nghe 4 tuổi. Dạ không, không hề luôn, tại lúc đó cũng bự con nè, mặt cũng dài dài đó, em đâu có nghĩ là nhỏ tuổi đâu. Dạ. Rồi sao lúc cái xong mày cái thì lúc đó là cái mới rủ em đi karaoke lại, cũng có hai người bạn của ảnh. Em dẫn thêm hai người bạn cũ đi nữa. Cái xong mày ngồi nói chuyện thì cái mới hỏi Hùng tên gì đó, tuổi gì đó. Rồi xong mày cái bạn em nói ủa mày biết nhiêu tuổi không mà mày quen? Đâu biết đâu. Nói trời vậy hả, biết nhiêu tuổi không, nhỏ hơn mày 4 tuổi luôn đó. Nói trời vậy hả. Cái xong rồi buổi tối nó về em nói là thôi giờ không có quen nữa, thôi chia tay đi, nhỏ tuổi quá à.
Dạ. Đó luôn. Sao hồn? Em phải thuyết phục mà dẫn chứng nhiều lắm. Giống như ở nhà em á, truyền thống bà ngoại em á thì lớn tuổi hơn ngoại em. Ồ. Rồi mẹ em cũng lớn tuổi hơn ba em. À, bây giờ là em tiếp nối luôn. Nhưng mà lúc đó em quen cũng không có để ý tuổi tác gì hết. Em không biết đúng không? Em không biết. Không biết luôn. Vậy là cái duyên rồi, trời tính rồi. Sao cả, nghe. Nhưng mà rồi lúc em thuyết phục như vậy thì cô này có đồng ý quen tiếp tục không? Nói dữ lắm, xong rồi người ta cũng nói vô nói ra. Cái em muốn nói cứ nghĩ đi, người ta bằng tuổi anh hay là lớn tuổi hơn anh chút xíu có làm ra tiền được như anh bây giờ hay không. Giống như giờ anh làm về cũng đưa tiền cho em rồi. Lúc mà chưa cưới cũng đưa tiền để sau này mua nhẫn để phụ vô tìm cưới. Vậy á. Hai người quen nhau bao lâu thì chính thức mới là đám cưới? Hơn một năm. Mới 3 tháng à, đã hỏi cưới em rồi. Ủa lý do? Em không biết nữa, chắc sợ mất em hay sao. Hai đứa đẹp làm chi? Lúc đó thì thông thường em á, nó là đàn ông mà nói không có làm được. Cái em nói thẳng với vợ em mà anh nói được là anh làm được. Thì lúc đó anh nói xin cưới em. Đúng khoảng qua khoảng một tuần sau thì nhà em qua anh hỏi nói chuyện rồi này nọ. Xong rồi tới Tết qua cái hẹn ngày đám cưới. Gia đình hai bên là không vấn đề gì hết, coi như thuận thảo hết. Thì đúng không? Dạ. Nào, anh nói nghe nè. Thế thì bây giờ các bạn lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ cũng được 3 năm rưỡi anh. Vậy thì từ lúc yêu cho đến lúc cưới như vậy có sớm không? Em thì thấy không sớm, tại vì em cũng nói chung là trải qua cũng nhiều cuộc tình rồi. Nên khi mà thất tình cái cũng gặp được vợ cái thôi lỡ rồi, vớt luôn. Vậy thì trong 3 năm ở với nhau em có vỡ mộng gì ở cái cô vợ lớn mình 4 tuổi không? Có với anh. Lúc đầu vợ cũng nấu cơm rồi làm hết mọi thứ luôn. Cái khi mà đám cưới về cứ sanh nạnh việc này việc nọ, anh phải làm cái này anh phải làm cái kia phụ em. Cái tính em đã đi làm về 11 giờ đêm rồi, mấy bữa sau phải nghỉ tới trưa đi làm, nghỉ ngơi chút xíu bắt làm này làm kia làm thôi không làm gì hết đó, tự làm đi. Rồi gây không, nói chung là gây nhỏ nhỏ thôi không có vậy đó. Thôi đó mà biểu là vỡ mộng á hả? Còn gì nữa không? Nó lớn vỡ mộng nó là phải một cái gì nó dễ sợ lắm chứ còn cái đó là bình thường. Tại vì tập nào vậy mà lần đó là có một lần mà gây lộn cũng lớn lắm. Em đi nhậu về hơi trễ giờ chút xíu cái về em cứ xà xà lại em cười cười giỡn giỡn á, vợ cũng tức lắm, đạp đánh em 2-3 cái vô dây nè. Cái em lại mẩm con, vợ em lại giật giành con lại nói mày giá con lại cho tao. Trước khi em cưới vợ á, em nói với vợ rồi, giận gì giận, anh em đàng hoàng, mày tao là không được, không được. Cái lúc đó cái em nói xong nghe không có đó, tức lắm, tao cũng đang nhậu, cũng nhậu vô khoảng 7-8 lon rồi. Cái ẩm con, tôi ẩm con về bà nội, xong vô gom đồ hết, xong cái vừa gom đồ ra cái giả bộ xỉu. Ủa giả bộ xỉu là em xỉu thiệt hay giả bộ? Dạ không có, lúc đó là cũng gây lộn lớn lắm thì em cũng mệt quá nên mình nằm xả lai ra vậy đó. Chứ mình cũng nằm vậy cho ông đỡ mình lên để cho xong. Xác định rồi được là xỉu có ý thức đó phải không? Dạ. Rồi có đỡ lên không? Dạ có chứ. Dạ. Dễ gì không? Dạ. Là một cái bạch là coi như hết hồn liền đúng không? Không, em thấy ngưng em đỡ rồi. Vừa mới đang đỡ cái ở nhà mấy anh vợ đi ngang qua thấy tưởng em quýnh vợ. Trời ơi, chửi em rồi quýnh rồi tính mà quýnh em luôn. Cái vợ em thấy vậy tỉnh vậy. tỉnh liền bình thường á. Cái lại em nói em vợ em giả bộ anh không có quýnh em. Rồi lúc đó mấy ông anh sao? Em cũng giả hết lại là không có chuyện gì xảy ra. Thì qua ngày sau thì anh hai cũng ngồi lại nói chuyện với lại hai vợ chồng. Nhưng mà mỗi lần gây lộn là xưng mày tao vậy đó hả? Dạ không, chỉ có một lần đó thôi, lần tại vì em tức mình quá. Cứ đòi ẵm con đi nên lúc đó là em mới nói chuyện mày tao. Là từ đó giờ chỉ có một lần duy nhất đó làm cái chuyện. Một lần thôi đó nghe, mà đừng bao giờ nữa nghe. Dạ. Đừng có ỷ làm lớn không làm gì làm. Nói nè, còn vỡ mộng cái gì nữa không? Có anh, trời em ghen với Facebook luôn á. Tại sao mà anh? Khi mà giờ về tới nhà bỏ ra một cái lên máy tính cho Facebook. Không phải đâu chị, biết gì không? Mà là hả dành vé vi tính với em để có chị cái mặt hình. Dạ. Ủa dạ. Chứ không phải là ghen đâu chị. Coi như là anh này thì dành vi tính mặt hình, còn em dành vi tính để lên Facebook. Dạ. Hai đứa dành lộn vậy đó. Rồi con sao? Dạ lúc đó là con đang ở chơi bà ngoại á, tại nhà kế bà ngoại. Có 100 mét à? À. Dẫn là đem về nội 100 mét. Trăm bước. Rồi nãy giờ là những câu chuyện về sự vỡ mộng của anh chồng với cô vợ. Vậy thì ngược lại, em vỡ mộng gì về anh này? Thì chỉ có vấn đề là rất là mê game. Trời ơi, mê game dữ luôn. Cũng vậy. Cái còn mê hơn vợ á. Bà này mê thằng Facebook, còn ông này mê con nhỏ game. Cái con game thì cũng như nhau thôi.
ngồi ở ngoài bấm game xong rồi đi tắm, đi toilet rồi xong rồi cũng đem cái game vô ngồi chổng chơi với nó. Cái thú đẹp. Rồi bây giờ em mong muốn chồng em thay đổi thì là em mong muốn đó là những điều gì? Bớt mê game lại, đừng có xem phim hoạt hình nữa, giống con nít quá. Còn em? Bớt hung dữ với em à, hung dữ lắm. Cứ hễ nói gì ra cái không đồng ý cái quýnh một cái trước khi nói. Có nghĩa là bớt bạo lực lại một xíu. Bây giờ á, chị hỏi thiệt em nè, có lúc nào mà em cảm thấy là em hối hận vì em đã lấy một cái người mà nhỏ hơn mình không? Tại vì nhiều khi nít quá nè. Dạ không, ảnh còn hơn nhiều người lớn tuổi hơn nữa chị. Ví dụ anh chững chạc lắm. Biết chăm sóc vợ con, biết quan tâm vợ con. Tại vì biết sao không? Tại vì cảm nhận được ở tụi em một cái tình cảm về nhau nó rất là dễ thương, rất là đẹp. Nó không hề có cái ranh giới giữa cái chuyện mà chênh lệch tuổi giữa hai người. Thì vợ em vẫn cảm nhận em một cái người đàn ông mà đúng nghĩa giống như là cổ muốn. Chỉ có đôi lúc nhiều khi em bỏ bê cổ trong cái việc mà em có những cái thú vui riêng của em như là game, ghét, đồ này kia nọ. Nên nhiều khi cô hơi bực mình vậy thôi. Cho nên nếu em muốn là vợ em bớt hung dữ, bớt bị trước khi nói á, thì là vì mình là người đàn ông mình phải chủ động trước, mình phải bỏ những cái đó trước, thì tự động vợ em á sẽ bỏ cái hung dữ. Thử ngay sau khi chương trình này hai bạn nên bớt đi nha. Em phải chứng tỏ em là người đàn ông gương mẫu nè, người đàn ông trụ cột của gia đình nè, bằng cách là những cái thú vui của mình á mình hy sinh bỏ trước đi. Lúc đó em mới có lý do nói đó tôi bỏ rồi nha bà. Bà không bỏ lúc mà biết tay tôi ví dụ rồi đó. Vợ chồng cùng bỏ nha. Ok, cảm ơn hai bạn. Cái gì về chồng em? To cao, nói chung là cũng có một chút và đẹp trai. Mà thật ra em cũng hơi mê đẹp trai một tí. Hẹn hò đúng 3 ngày thì anh này mới nói là thôi bây giờ buồn quá không biết chuyện gì làm, thôi mình cưới đi. Và sau 3 ngày? Thì sau 3 ngày yêu nhau thì 4 ngày sau rồi hai bên gia đình lên nói chuyện. Dạ. Và ngay sau đây mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Em tên Nguyễn Thị Trang Thảo, năm nay 30 tuổi, nghề nghiệp kinh doanh là tự do. Em tên là Nguyễn Quỳnh Thế Anh, năm nay cũng 30 tuổi, nguyên quán Sài Gòn và cũng đang là kinh doanh tự do. Hai bạn quen nhau như thế nào? Nhà em ở trên chung cư, còn văn phòng cô ấy là ở dưới mặt tiền đất. Thì lúc đó là em ngồi lại 5-6 anh em ngồi đó, cô ấy chạy xe tới mấy anh ở ngoài, cô ấy không hỏi mà lựa đúng người mập mập trong kẹt hỏi. Thì lúc đó hỏi là anh ơi bãi xe ở đâu vậy? Em mới tận tình, mình chỉ là tận tình rồi em đi trên đây rồi lên lời em chạy mèo trái là em tới bãi xe rồi. Tối bữa đó là văn phòng khai trương, cô ấy mời mọi người hàng xóm rồi cũng lại nhậu. Thì em bữa đó là từ nhà em đi xuống thì cô này đi lại, nãy giờ đâu tìm hoài không thấy. Nó nói ủa trời, mà giống tưng tưng tự nhiên hỏi như em biết từ đời nào vậy. Thật ra thì em cũng đâu biết là ai đâu, mình lịch sự mình mời thôi. Vậy hả? Nhưng mà em ấn tượng cái gì về chồng em? To cao, nói chung là cũng có một chút và đẹp trai. Mà thật ra em cũng hơi mê đẹp trai một tí. Đúng rồi. Còn em thì ấn tượng về cô ấy là hoạt bát, rất là tự nhiên. Nhưng mà ấn tượng nhất là cái tưng tưng của cô ấy. Tưng tưng hả? Tưng tưng. Con kể một câu chuyện nào mà nó chứng minh, nó chứng minh rằng là cô tưng tưng. Ủa anh tưng tưng. Một hôm thì em gặp 4-5 anh đối tác của cô ấy lại văn phòng á, thì cô ấy mày bia không à, mà nói chuyện bắt đầu đụng dai vô dỗ người nào cũng dỗ á, rồi nói chuyện không có kiên nghị ai ngồi xung quanh á, rồi tự nhiên quá đâm ra nó tưng luôn á. Thì mỗi lần mà làm việc xong thì em hay có cái thói quen là đi uống bia để xả stress. Một ngày mấy lon? Em cũng có thể uống được hơn nửa thùng bia. Dữ nghe, nó nghe nè. Rồi có khi nào em rủ anh này đi nhậu chung với nhau? Dạ có, đó là cái nguyên nhân mà tụi em đến với nhau. Em thì không biết uống bia, cô ấy mời em uống bia thì em lịch sự cũng ngồi uống. Nhưng mà em uống chừng không tới nửa lon nữa là em chạy nhà em ngủ luôn. Mỗi lần mà tụi ấy mà cứ uống xong mà đi ngủ á thì em phản ứng như thế nào? Thì em ngồi em uống một mình. Vậy hả? Bây giờ trong lúc nếu mà lúc mà cậu chưa đi ngủ rồi lúc mà uống thì em như thế nào? Khi mà ngồi uống bia với nhau thì hai đứa nói chuyện rồi chia sẻ công việc, rồi chia sẻ những cái thứ liên quan đến gia đình. Trong cái quá trình mà tụi em ngồi vừa uống bia vừa tâm sự thì anh này anh cũng được luyện bia để anh lên đô. Dạ. Bây giờ đô nhiêu rồi? Mấy lon? Cũng 12 lon. Sư phụ. Em ơi, bữa nào em huấn luyện anh một chiều anh. Mà có cái đặc biệt là cô ấy ngồi uống bia, những người xung quanh như đối tác đồ, cô ấy lúc nào cũng bá vai, nhưng đặc biệt là em là không bao giờ bá vai bá cổ. À chắc là cô ấy cứ ngồi yên rồi nói chuyện chia sẻ thôi. Em nghĩ còn ghê hơn chứ. Ví dụ như những người bình thường thì bá vai bá cổ, còn người đối tượng của mình phải như là hiểu không? Ví dụ như là bóp
sờ hay là cái gì đó chứ. Tại vì thật ra là có rất là nhiều người cũng sợ cái tính tưng của em rồi. Trước đó cũng bị nhiều bồ đá quá rồi. Lần này gặp anh này thôi mình cố gắng mình giữ kẻ. Nè hỏi thiệt nè, nếu mà em không giữ kẻ thì cái cơn của em phải như thế nào? Nói chung là tạm gọi là hơi sàm sỡ họ chút. Chẳng hạn như vậy. Xong rồi dày, xong rồi bóp bóp dai, xong rồi sâu xuống chút nữa. Ồ, anh hỏi là có lần nào cô này chà chà, nhám nhám lên đây không? Có một lần hai đứa em quen nhau khoảng chừng gần 6 tháng rồi, lúc đó chỉ là bạn thân thôi. Em lên nhà của cô này á là ăn sinh nhật với lại cái thằng em trai. Thì lúc đó ngồi kế cô này thì có bố vợ ngồi đối diện. Đang uống ngồi tự nhiên là nắm cái tay em. Em thì cũng nắm lại, lúc đó cũng thích rồi. Thì một hồi thấy cái đùi em nó tự nhiên nó nhột. Nó nhột thì thấy là ngó xuống thì thấy cái tay của cô này. Ngồi đối diện bên kia thì ông bố con này là bắt đầu nhìn em chăm chăm. Thì em mới dìu bố đi xuống, bố con này xuống phòng ngủ thì mới nói là con mật quạt giùm bố rồi xin bằng bố luôn. Là nghĩ là chắc con gái mình tưng tưng có con này vớt rồi ông cũng mừng. Có nghĩa là phụ huynh ủng hộ đúng không? Rồi lúc mà em dìu ba của bạn gái em vô ngủ rồi á, sau đó thì chuyện gì xảy ra nữa? Thì đêm đó là hai đứa em vô coi tivi. Coi mà coi đâu? Coi trong phòng riêng của cô này. Thì hồi hộp quá, hồi hộp quá. Lúc đó là đang coi khúc phim tình cảm thì cô này mệt dựa vào vai em. Thì em thấy mình cũng thích rồi. Thôi mình làm theo con tim mình mách bảo luôn. Thì em mới hôn lên má của cô này. Không ngờ là cô này chịu luôn. Đó là nụ hôn đầu tiên của hai đứa em. Ủa là hôn má là thôi sao? Rồi xong có hôn. Cái đó mới gọi là nụ hôn đầu tiên. Có gì nữa không? Xong rồi ngủ thôi, không làm gì hết. Mà ngủ đâu? Ngủ trong phòng cô này luôn. Rồi sáng hôm sau mọi người chỉ có anh em biết thôi, ngoài phụ huynh không có biết. Em chắc chắn nó chọt rồi. Nó mới nói là anh ơi, chị em cũng cô đơn lắm, bả tội nghiệp lắm, thôi anh cu mang bả luôn đi. Trời ơi. Trời, em ra em thì lúc đó nói câu đó là em cũng thấy thương thương, em thấy mũi lòng. Qua thêm 2 ngày sau nữa thì em bị phụ huynh phát hiện ra là phụ huynh của cô ấy. Thì phụ huynh cũng nói một câu là nó cũng cô đơn lắm, nó cũng thiếu thốn tình cảm, em và em dớp luôn. Trời ơi. Thật ra là em với gia đình là một thảm họa. Chỉ sợ là không có ai dám rước cái bà tưng này đi thì rất là đau lòng. Nhưng mà hên cái được anh này vừa bự vừa đẹp, vừa sạch sẽ gọn gàng rước đi, mừng quá. Mừng quá. Dạ rồi tụi em hẹn hò đúng 3 ngày thì anh này mới nói là thôi bây giờ buồn quá không biết chuyện gì làm, thôi mình cưới đi. Và sau 3 ngày? Thì sau 3 ngày yêu nhau thì 4 ngày sau rồi hai bên gia đình lên nói chuyện. Dạ nói chung thì đã quyết định là mình cứ làm, không có phải chờ đợi, mình sai thì mình làm lại. Rồi lấy nhau về. Các bạn có thấy cái gì khác hơn về nhau nữa không? Tại vì thời gian yêu nhau quá chớp nhoáng lấy về mới phát hiện chồng của em rất là chậm chạp. Em có thể make up, có thể tắm rửa, có thể thay đồ mọi thứ chỉ trong vòng 10 phút. Nhưng mà chồng em thì từ 30 phút đến 1 tiếng. Em làm cái gì lâu dữ vậy cưng? Tại vì em mình làm ở nhà nên là cũng luôn chăm con, phải đút con ăn, cho con bú thì làm. Lúc nào em ra đường phải quần áo phải tươm tất, phải thơm là em mới chịu, chứ không ngoài ra là em không bao giờ đi ra đường hết. Nên thì nó lâu. Thì gì trên sân khấu toàn mùi thơm. Cái chị đó. Ủa gì đó anh lộn rồi. Ở còn gì nữa không? Anh này thì rất là ích kỷ. Tức là cái gì cũng dành về phần mình hết, không có chia sẻ cho vợ. Giặt đồ cũng dành, nấu ăn cũng dành, chăm con cũng dành, dọn nhà cũng dành. Khi mà em rảnh thì cứ bắt Thuân nằm đó coi phim đi, đừng làm gì hết. Nhiều khi em thấy hơi bị bức xúc rằng là mình thấy giống như là mình vô dụng vậy đó. Khoan, em nói cái từ ích kỷ là em chê hay là em khen? Dạ. Anh thấy em nói cái từ ích kỷ mà cái ánh mắt của em với lại cái biểu cảm của em nó cũng gì ích kỷ đáng yêu ghê vậy. Nhưng mà tại sao vậy em? Vợ em sinh xong rồi á, cơ thể cũng yếu nên mọi việc làm thì lúc đó là em ăn ngủ với vợ em thôi. Nhưng mà trong lòng em á thì không muốn nói thẳng ra, sợ cho mình buồn. Thật em thứ nhất là nấu ăn này rất là tài. Cái thứ hai là dọn dẹp thôi, dọn cho có chứ không gọn gàng. Nên thôi ngồi chơi để tôi làm luôn cho rồi. Mất công làm đi làm lại tốn 2-3 sức. Tại vì yêu nhanh cưới nhanh bởi vì không có tìm hiểu. Thì lúc mà cô ấy có mướn cái căn hộ ở riêng á thì em qua em chơi lần đầu á thì em thấy nhà gọn gàng sạch sẽ lắm nha, là nghĩ là cô này chắc cũng được à. Thì về nhà em biết là người làm không chứ đâu có làm. Dạ thôi thì công chuyện ảnh dành hết thì ảnh cứ làm đi, mình cứ tận hưởng. Tại vì nhiều khi em thấy đàn ông họ cũng dễ thay đổi lắm, ngủ đêm sáng ngày họ thay đổi mình đâu biết được đâu. Nói chung là mình hưởng được cái nào thì mình cứ hưởng. Đó. Dạ nghĩa là anh làm anh cứ làm. Dạ, đi đúng rồi. Còn tôi thời gian rảnh tôi đi nhậu. Em có ghê có. Tại vì bà xã em có cái tật là nói chuyện với đàn ông là hay dỗ dai á. Dỗ dai đó. Em nói hoại vụ này. Ủa em, vậy là có nghĩa là nếu mà vậy trong cuộc sống vợ chồng em là chồng em quá hoàn hảo rồi.
Có tật xấu gì không? Không có nghĩ cho vợ. Sau khi sinh xong em tăng ký rất là nhiều. Mà rồi em đang cố gắng ăn một cái chế độ để làm sao mình xuống ký, giảm cân. Mà anh suốt ngày cứ 7 giờ tối ăn đi em, 9 giờ ăn đi em, 11 giờ ăn đi em, 12 giờ cũng ăn đi em. Coi như là anh cứ khuyến khích mình ăn liên tục. Tại sao vậy? Giờ sống không có tâm lý gì hết trơn. Thì em thích mập mập, thì ôm thì nó ấm ấm là đã. Thôi em thích vậy, em mập nhiêu ký? Hơn chút thôi là được. Bây giờ là bao nhiêu ký? Em gần 60 kg thôi. Giờ hơn nữa là cỡ 70-80. Rồi sao anh làm vậy? Cuối cùng á thì là em muốn vợ em thay đổi cái gì? Lúc đầu á quen nhau thì em thấy vợ em rất là cá tính, rất là mạnh mẽ. Ví dụ cha mẹ nói thì cũng không có khóc. Sau này về em mới phát hiện ra là cực kỳ nhõng nhẽo, thả tí xíu là khóc. Cái thứ hai là sinh con xong rồi bắt đầu ganh tị với con, nói là anh tối ngày anh chăm nó không à, anh không có ẵm em á, anh để quá là sao anh ẵm nổi nữa. Xong rồi ghen, cực kỳ ghen luôn. Em đi chở 10 phút là điện đúng 8 lần. Hỏi đi đâu à, gặp nhớ nào à, ai mà phụ nữ đi đường hỏi đường em chỉ. Và vợ em mới nói thì mới nói là ủa bộ anh muốn cưới vợ nữa hả? Cũng là chỉ. Rồi chung cư rồi có một cô bé tối nào đi ngang cũng nhìn em, rồi vợ em mới nói là nhỏ này làm gì đi ngang nhìn anh hoài. Bực qua quay qua muốn hốt chồng vậy, không có cửa đâu cơ. Trời ơi. Vậy đó. Gan nước vào thì cái rất là vô lý. Bởi vì em thấy không? Đẹp trai nó khổ lắm. Nhưng mà chồng em có ghen em giống vậy không? Cũng có ghen nhưng mà ghen rất là lạ. Có một lần em hẹn một người bạn đi ăn trưa, em mới nói là anh ơi em đi với anh này vậy. Thì anh nói em đi đi. Thế là em đi, sau 3 tiếng em đi về. Về anh lại hỏi là đi cái gì mà lâu vậy? Ăn trưa mà 3 tiếng ngồi nói cái gì, người đó mặc đồ ra làm sao, giờ người đó ở đâu, rồi gặp sau rồi có gặp nữa hay không, hỏi liên tục mà làm rất là bực mình. Cái cho đi xong rồi về chất vấn. Dạ đúng đó. Rồi dạ. Tại đúng vì rồi. Bản chất của vợ em là tưng tưng rồi hay tin người là, nên em cũng không yên tâm, nên em mới là mình hỏi để mình biết, sợ mình gặp những cái điều gì không hay thôi. Nhưng mà bây giờ nói tóm lại là vậy nè, chị chưa biết được là tụi em muốn sửa, tức là những cái gì mà cần thiết phải sửa. Điều em muốn ở vợ em á là thứ nhất á là khi hẹn hò bạn bè á phải cho con ăn uống trước đầy đủ đàng hoàng rồi hẹn. Cái hai là bớt gan, cái thứ ba là gọn gàng tí xíu. Với lại vợ em có cái tật là nói dài, mà mỗi lần nói là một điều tí xíu mà nói 5-6 lần mà nhức đầu luôn. Cặp vợ chồng này thấy có bộ vợ nhiều tật xấu hơn là chồng đó. Tất cả là do bạn hết, tại bạn hoàn hảo quá. Thứ nhất là vậy nè, bạn quá chiều vợ bạn đi. Cái thứ hai nữa là bạn quá chu đáo trong tất cả mọi việc. Cái mong muốn của vợ bạn là gì? Là anh chia sẻ công việc qua cho em. Có thể là đầu tiên là bạn làm sẽ không có vừa ý em, nhưng mà bạn làm riết thì đương nhiên là bạn phải tiến bộ lên, đúng không? Dạ, dạ cũng đúng, nhưng mà ít ít thôi chứ chia nhiều quá em cũng làm không nổi. Dạ. Thì cái sức của mình đi, em thấy em làm được như em làm đi. Dạ. Rồi, xin cảm ơn hai bạn. Dạ, cảm ơn. Thì em hỏi thằng bạn là cái bé đó tên gì. Ai ngờ thằng bạn nó lại nhìn ra nhỏ kế bên, nó kêu là tên là Thúy. Cái em ra em gặp rồi dỗ dỗ bà Thúy, Thúy em là Thúy phải không? Cái quay ra chửi vui gì cha mẹ tôi là thiệt mà. Trời, là lúc đó mắc cỡ và cố trốn lên xe luôn. Em mà cứ mua món gì về á là đầu tiên á cái này bao nhiêu tiền, trời trời cái này của nhà quá trời rồi, còn mua cũng không biết làm gì. Nhưng mà kiếp cũng biết khôn lắm, mở ra biết á mà món mà phù hợp với bản thân mình á, nghĩa là chỉ im im chỉ cẩm tiệm với cười á cũng được. Và bây giờ xin mời quý vị cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Mời hai bé ngồi. Nhìn hai bé chắc 20-21 hả cưng? 20 không? Em 20, 9 năm trước. Là sao? Dạ năm nay em 29 tuổi. Trời ơi. Cái gì? 29 tuổi. Dạ. Còn bé? Dạ em năm nay 27 tuổi. 27 tuổi hả? Dạ. Trời ơi, hai vợ chồng. Trời. Hai bạn hãy giới thiệu về mình. Em là Trần Hà Vũ Luân, em đang là kỹ thuật viên. Đây là bà xã của em. Em tên Nguyễn Mỹ Hiệp, hiện tại là nhân viên văn phòng và em đến từ Đà Nẵng. Thế thì cơ duyên nào hai bạn gặp nhau? Tụi em gặp nhau giống như là duyên trời định vậy đó. Trước đây là đồng nghiệp với nhau. Em thì làm ở Sài Gòn, còn vợ của em là làm ở Đà Nẵng. Có một hôm là công ty tổ chức đi chung hết tất cả các chi nhánh tối trên đó, đó là nhóm của tụi em đi cồng chiêng ở trên Đà Lạt á. Tự nhiên cái em nhìn vô trong góc á có một con gái ngồi im mà giống như bị tự kỷ vậy, nhưng mà nhìn cái khuôn mặt thấy sáng ngất ngây vậy. Wow. Giống như em bị sét đánh vậy đó. Dạ thật ra thì không phải là tự kỷ mà là do là em bị xe xe. Nhìn qua bên kia thì em cũng có để ý cậu đi, thấy cậu đi là trên xe là có nhảy múa rồi. Em nghĩ em đổ là cái tên nhóc này
mình á thì mệt muốn chết, mình nó cứ nhảy tưng 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 mình thấy ghét luôn. Chút mà chơi xong á thì em hỏi thằng bạn á là cái bé đó tên gì. Ai ngờ thằng bạn nó lại nhìn cho nhỏ kế bên, nó kêu là tên là Thúy. Cái em ra em gặp dỗ dỗ bà Thúy, Thúy em là Thúy phải không? Cái quay ra chửi vui gì cha này, tôi là hiệp mà. Trời, là lúc đó mắc cỡ và cố trốn lên xe luôn. Sáng hôm sau là tổ chức đi chơi chung hết tất cả. Em thì em tia chị ra rồi, chị cứ đi đâu em cứ đi theo sau rình thôi. Đến lúc mà chắc chị đi chơi nhiều chị mệt, chị ngồi xuống dưới, em ngồi việc dưới, ảnh ngồi ở trên. Tự nhiên đôi đá xuống, hiệp tối nay hai anh với em chở đi xe đạp đôi quanh Hồ Xuân Hương nha. Cái em nói là vui duyên, có quen biết gì đâu mà xe đạp đôi, mà nhìn cái túi mỏng đét như đó liệu có đạp cái xe nổi hay không mà đòi chở em. em cứ nghĩ là tự nhiên cái bạn lĩnh đàn ông nữa lên, em xà xuống để anh bế thử em nha, coi anh thấy coi anh có yếu không, nếu mà anh không yếu thì tối anh chở em xe đạp đôi nha. Cái chị la làng thêm lần nữa, trời vô duyên ở đây đông quá nhiều người không biết bắt cỡ hả. Cái chị chạy lên xe mất tiêu luôn, chưa kịp bế hả cứ rồi em chỉ xà xuống thôi là bị chửi rồi. Em lại em cứ nghĩ là kích anh này thôi, nhưng mà ai ngờ anh làm thiệt em hoảng quá. Sau đó thì team ai đấy về, có nghĩa là em thì về Sài Gòn, còn vợ em thì về Đà Nẵng. Nhưng mà trong quá trình đi chơi thì em có xin số điện thoại rồi, cho nên về là em dùng chiến thuật đẹp trai không bằng che mặt. Em nghĩ là về Đà Nẵng rồi là thoát khỏi cái tên nó ám rồi. Ai ngờ ảnh có số điện thoại của em, cứ sáng đúng 7 giờ sáng là nhắn tin, em chúc ngày mới vui vẻ, em ngủ gì chưa, đi làm nhé. Rồi quá lãng mạn, vừa lên trên công ty á là Skype chat vô, em ngày đi làm việc có vui không, cái chiều cái tới về rồi em ơi. Ngày nào cũng giống như ngày đó, ngày nào cũng như trong thời gian bao lâu, khoảng nửa năm á, đến ngày 20 tháng 10 rất là đặc biệt. Câu đặc biệt sao? Ngày đó là cả nhà em á là đi chơi lễ hết rồi, mình em ở nhà, thì đúng lúc đó là chàng gọi điện tới, cái em nghe cái em buồn tủi nữa, cũng có tâm sự, xong em nói sống sao mà cũng buồn quá rồi chết sướng hơn. Cậu nói là em mà chết rồi thì anh không biết là anh sống sao. Chị khóc khóc hù luôn. Làm em phải dỗ. Dỗ qua điện thoại. Em dỗ sao? Dỗ sao? Thôi thì bắt đầu từ nay để anh chăm sóc em nha. Lãng mạn chưa? Có thể là từ đó là bắt đầu quen. Khi quyết định quen thì em sẽ ra ngoài Đà Nẵng để em xin phép ba mẹ cho hai đứa quen. Thôi ra tới ngoài đó giống như là một mình em chống mafia vậy đó. Ủa trời. Khi mà em có quen anh đằng này á thì em có gì có nói với gia đình em á là em có quen một anh chàng ở trong Sài Gòn á. Thì ba má em nói nhà có một mình mà xa nữa làm gì quen trong đó, phản đối kịch liệt không ai đồng ý hết. Vậy hả? Dạ. Rồi mới lừa đảo rồi sao không cho quen. Nói em á nào là mắt kiến nè, người thì nhỏ con, đâu có ai nhìn ra tuổi của em đâu. Tưởng như là lừa đảo rồi, nhiều lúc đem con mình vô trong Sài Gòn rồi bán luôn, ai biết chừng đâu. Thôi thôi, không ai chấp nhận vậy đó. Gần tới ngày về thì em mới quyết định là vô thưa phép chuyện hai bác nói chuyện thẳng thắn cho một lần. Cái mẹ của bé Hiệp á nói với em á là thôi, thì con kiếm ai mà ở trong Sài Gòn á quen cho nó gần, cưới cho nó khỏe, chứ ở xa quá hai bác không có thể. Cái em nói lại liền, có gì đâu mà không thể hả bác, nhà con với nhà bác cách nhau có một cái máy bay thôi mà, lên cái máy bay cái là tới nơi liền. Ví dụ mà cưới mà gần mà chồng không chịu cho về rồi đánh đập say xỉn đánh đập thì cũng vậy thôi. Cái mẹ mấy em nói thẳng nè, nói chung là hai bác không có chấp nhận hai con, em cũng quyết định luôn. Dạ con xin nói hai bác biết á, con sẽ quyết định là không có bỏ cuộc, con sẽ quay lại. Wow. Tao nói khi yêu là phải can đảm, là phải coi như phải mạnh mẽ vậy chứ, đúng không? Lúc đó em lầy lắm. Thì cái cuộc nói chuyện giữa ba mẹ với ảnh là em không có tham dự, tại vì cũng sợ quá. Trốn. Chiều đó thì em có tiễn lên sân bay, em nghĩ em đầu là tên này chắc ba mẹ mình làm quá, chắc là trốn luôn rồi. Vừa nói xong rồi quay lại, hí anh về nha em, anh sẽ chắc chắn quay lại. Dài. Tại sau đó là về á thì em cứ gọi điện liên tục á, một tuần mấy lần gọi về cho ba mẹ rồi hỏi thăm sức khỏe gì á, chắc khoảng gần 2 năm á. Cái ba mẹ có nói chuyện á, nói là thằng nó ngám dài quá, không cưới nó thì chắc cũng chẳng có thằng nào dám tới mi đâu. Cho nên là thôi hai tụi bay cứ quen nhau đi, mệt quá rồi. Rồi không lẽ bây giờ em thì ở ngoài Đà Nẵng rồi bạn trai em ở trong Sài Gòn rồi, rồi vậy rồi chấp nhận rồi quen nhau. Khi mà ba mẹ của vợ em á mà chấp nhận á là em nói vợ em vô đây liền luôn. Em
chuyển công tác vô trong đây sống và làm việc luôn. Mới vô được có 2 tháng thôi thì gia đình nhà bên nhà trai á coi ngày và hối cưới luôn. Các em mới gọi điện về nhà, mẹ mới nói gì mà nhanh thế, mới vô mà làm gì cưới nhanh nữa. Giờ nói với bên đó là ba mẹ không có gả nữa được không? Chứ trừ gả quá tiếc quá, không gả nữa. Rồi sao? Lúc đó là em hoảng hồn liền, cháu cưới xong rồi bây giờ kêu là tiếc quá. Em đi đăng ký kết hôn liền luôn. Trời ơi! Hay không vậy? Hay không? Anh này rất là mạnh mẽ nha. Giải thích với vợ em á là em cứ về nó máy vậy nè. Đăng ký kết hôn á rồi á muốn mà hủy á thì phải ba lần đó mà. Cho nên mà em chắc cũng sợ. Rồi sau khi đám cưới thì hai bạn có những cái chuyện vui gì? Sau khi đám cưới thì em mới phát hiện ra Kiết là sao? Miền Trung á là Kiết, còn người trong này là keo. Kiết kinh khủng. Kiết kinh khủng. Dạ, em mà cứ mua món gì về á là đầu tiên á cái này bao nhiêu tiền? Trời cái này của nhà quá trời rồi, còn mua cũng không biết làm gì. Nhưng mà Kiết cũng biết khôn lắm, mở ra biết á mà món mà phù hợp với bản thân mình á nghĩa là chỉ im chỉ cũng tiểu biết cười á cũng được hết. Không phải là em kiết, do là em thấy cảm thấy là nó phí quá đúng không? Những món gì thấy cũng đắt tiền hết, còn cảm thấy hợp với mình thì thôi kệ. Rồi còn gì nữa? Giờ em mà nóng tính hơn em, mà mỗi lần nóng tính lên là chưa biết đúng hay sai vậy đó, vui la xong rồi quăng đồ nữa. Trời ơi. Dữ gì hả? Nhưng mà được cái quăng đồ á, lựa mấy món rẻ quăng. Thì chắc là giờ kiếp quá. Giờ kiếp quá. Có nghĩa là quăng là mình có tính toán à. Còn em, có những cái gì mà bất ngờ ở chồng em không? Sau khi cưới nhau thì em thấy là ảnh bao đồng. Ảnh là kim đủ thứ trên công ty hết. Có lần á, ảnh gọi điện lên công ty em á, nói là tí nữa anh qua công ty đón em về luôn. 5 phút sau gọi điện lại, bây giờ anh có việc gấp. Hai thằng bạn trên công ty anh nó có mâu thuẫn cho nên đi giải quyết mâu thuẫn đã. 2-3 tiếng sau là cái thế xuất hiện lại. Tại vì hai người bạn đó là thân với em và tự nhiên có mâu thuẫn thì em chờ anh chút và anh đi qua ngồi chuyện. Nhưng mà có khi nào bao đồng với bạn gái nữa không? Gái trai gì cũng vậy hết. Ai trên công ty á mà người nào buồn thất tình hay là có bầu có thai thì là cậu biết hết. Vậy đó là chuyện này dạ. Không, nó có nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Trong công ty của em á thì cũng có những cặp vợ chồng mà hiếm muộn á, người ta cũng tâm sự với em thì em cũng biết. Cho đến lúc mà người ta có, người ta báo cho mình thì mình cũng vui quá trời luôn. Mình về mình kể là cho vợ kèm bao đồng. Nghe em nói là vợ em á là nóng tính đúng không? Nhìn về là chắc là hay ghen lắm phải không? Chị hỏi thiệt là hai vợ chồng thì ai là người ghen nhiều hơn? Dạ em là người ghen nhiều hơn. Ghen thì không phải là ghen nhưng mà em hay suy diễn, tưởng tượng. Suy diễn à? Đâu? Dạ. Suy diễn thì sao? Do là cái tính của em bao đồng á thì em cũng quan tâm chăm sóc. Ví dụ như trong công ty thì mấy bà bầu á mà nhờ em đi mua cơm hay gì á, rồi thì em đi mua liền, có gì đâu, nó bình thường mà. Trời ơi. Giờ em á nghe bạn em kể lại, thằng Luân ha, coi cần nha, công ty đi mua cơm gì cho mấy bà bầu gì á, hả? Cái mẹ bắt đầu suy diễn nha. Trời nắng thì em xót thôi nhưng mà không biết tại sao mà cứ ai có bầu thì nhờ gì anh cũng đi mua hết, không biết là có cái gì không. Tức là suy diễn hơi bị nặng đô. Suy diễn hơi bị nặng đô một chút đúng không? Thì em thì cũng hay tưởng tượng nữa. Có lần sau khi cưới xong á thì có một cô bạn cũ của anh á thì có gọi điện cho em thì cứ kể chuyện tình yêu ngày xưa của anh mà. Chắc cũng phải cả chục năm rồi, em cũng nhìn cũng bảnh nữa, cũng có bạn gái hồi xưa là bình thường. Thế là chị về chị hỏi cha hỏi em có đi Đà Lạt không? Anh có đi mấy lần rồi, có đi với ai? Rồi kể đúng cái tên của người đó. Mà trong khi trước đó là vợ em á đã nghe cái người kia là nói là hai người đó là lên Đà Lạt chơi vui vẻ lắm. Lúc đó thì sao? Nghe kể xong bắt đầu là cơn ghê em lên. Em tưởng tượng là lên Đà Lạt là trời vừa lạnh không khí nó lãng mạn nữa cho nên là biết rồi không biết là có đóng phim không biết có đóng phim tình cảm gì đó không biết. Thế là nguyên cả đêm đó em cho nên vì gối là Đà Lạt nhưng mà em giận anh không thèm nhìn mặt đâu. Em nhìn vô cái hình cưới của hai vợ chồng ấy em khóc, cậu hoảng luôn đi chứ nè. Anh đây không cần phải nhìn vô hình đâu anh đây. Dễ thương. Trời ơi, mặc dù là 29 tuổi nè, 27 tuổi, thực ra cái tuổi này cũng là một cái tuổi là chín chắn lắm rồi đó ha, nhưng mà tình yêu của các bạn á vẫn như là hai bạn thiếu nhi hả? Đúng rồi. Rồi bây giờ có muốn thay đổi gì về nhau không? Chung là vợ em cũng quá tuyệt rồi. Thì chỉ có một cái là nó bớt đi một chút thôi. Thì như là nóng thì cũng từ từ, đừng suy diễn nó giùm em là được rồi. Thì em thì sao? Em muốn chồng mình thay đổi điều gì? Bớt lề mề đi. Tại vì khi mình đã hẹn ai đó thì nên tới đúng giờ.
là chỉ có vậy thôi đúng không? Thực ra là các bạn vẫn là trong cái thời gian mà khám phá, tìm hiểu nhau và bắt đầu chấp nhận những cái cá tính riêng của nhau. Và với một cái thời gian chồng của em á, trường kỳ kháng chiến dịch gọi là đẹp trai không bằng trai mặt để mà được em như thế này á, thì chắc chắn là bạn sẽ rất trân trọng cái con người này. Và ngược lại, khi mà em hiểu được cái tình cảm đó rồi thì em hiểu chắc chắn là không ai yêu em hơn chồng em đâu. Xin cảm ơn hai bạn rất nhiều. Tôi em âm thầm không hy vọng, lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen. Tôi em yêu chân thành đành thắng, cầu trông được người tình như tôi đã yêu em. Trời ơi, lãng mạn. Lãng mạn. Trời ơi, bây giờ thì em đã hiểu chưa? Trời ơi, rồi mỗi lần em biết chưa vậy, gia đình em có biết không? Dạ cũng may là gia đình em không biết, tại vì em thức đêm, gia đình em nghĩ là em học bài không à. Chứ nếu mà em biết em thức đêm mà tương tư á, chắc cạo đầu em luôn. Dạ. Còn em có biết. Và bây giờ xin mời quý vị cùng trong tràng tay gặp gỡ cặp vợ chồng tiếp theo. Trời ơi, chị giống hoàng tử với công chúa quá vậy. Xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Em là Đỗ Thanh Phong, năm nay 30 tuổi. Em làm cố vấn dịch vụ Toyota. Em tên là Nguyễn Thị Kim Ngọc, em năm nay 31 tuổi, em là nhân viên văn phòng. Thế hai bạn gặp nhau khi nào? Em hơn ông xã một tuổi đúng không? Cô dâu là 31, chú rể là 30. Nhưng mà thực ra nhìn em là em trẻ hơn chồng em rất là nhiều, trẻ hơn nhiều lắm á. Vợ chồng em gặp nhau là do hôm đó nhỏ bạn nó rủ cái nhóm đi chơi, thì có rủ cả chồng em nữa. Nhưng mà khi đi thì tới điểm đó tụi em không thuận đường, không rước chồng. Thì nó mới nhờ em gọi điện thoại xin lỗi vì không có rước được. Ấn tượng đầu tiên khi mà em vừa mới nghe giọng vợ em á, thấy cũng hơi chua xíu. Nhưng mà nói chuyện một hồi á, thì thấy cũng vui, hài hài mà tếu tếu nữa. Nên bởi em mới xin số điện thoại để có gì tiện liên lạc làm quen tám tiếp. Nói chuyện qua một tháng thì em mới quyết định là hẹn gặp vợ em. Cái ấn tượng đầu tiên gặp vợ bạn là gì? Khi mà đến chỗ vợ em làm á, thì em mới đảo vài vòng quanh một binh để thăm dò đồn địch coi xem địch như thế nào. Ai ngờ địch xinh hơn mình tưởng tượng. Tự nhiên á, là thấy bối rối lắm, tim đập mạnh, thấy không biết làm sao á. Nên bảo vậy mới quay về. Đẹp quá vậy luôn. Dạ không. Và đi được mấy km á, thì mới nghĩ rằng thôi giờ mình là đàn ông, lỡ hẹn với người ta rồi phải đến gặp mặt chứ. Thì xí chị hỏi nè, trước khi tụi em có cái buổi mà gặp mặt lần đầu tiên đó là tụi em đã biết mặt nhau chưa? Dạ chưa. Dạ. Nói chuyện qua điện thoại mà thấy vui, tâm đầu ý hợp. Anh nói chuyện điện thoại á thì tiếu lắm chị, mà rất là mạnh dạn. Thì em thấy vui, hiềm hẹn thì em mới ra thôi. Ai ngờ khi ra cái không nói gì, nhìn em hoài à. Mà em thấy vô duyên, tự nhiên gặp ta mà cứ nhìn hoài là ấn tượng xấu luôn chị. Ồ vậy đó hả? Làm sao mà em gặp cổ là em biết liền là cô này là cái người mà em đang hẹn? Ngay chỗ vợ em làm á, chỉ có một mình vợ em thôi. Khi mà vô á, gặp vợ em á, thì thấy gương mặt trái xoan, mà đôi mắt lúc đấy là long lanh mà hơi buồn nữa, thấy coi như bị hấp hồn vậy á. Hấp hồn. Vừa mới vài gặp mặt á là em quyết tâm đeo đội liền. Trước lên kế hoạch là đầu tiên á là tổng đài 1080 để lắng nghe tâm sự của nàng. Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu. Thứ hai là thanh đen của nàng, chỉ cần nàng cần là có mặt liền. Nàng nói thích ăn cái gì hay là thèm cái gì á, là cho dù đường xá xa xôi, nắng mưa như thế nào á, là em cũng phóng cái véo lên liền. Trời ơi, vậy thì em có cảm động với những cái tấm chân tình của thanh đen không? Lúc đó do là em một phần được nhiều người đeo đuổi, một phần thì ảnh nhỏ tuổi hơn em. Tiêu chí của em quen bạn trai là phải lớn tuổi hơn em, rồi phải chững chạc nữa. Ảnh vừa nhỏ tuổi mà còn lại là sinh viên, cho nên loại liền. Rồi sao cưng, 6 năm trời không được rồi em làm cách nào mà em chinh phục được vợ em hay quá vậy? Lúc đó em mới viết thư gửi cô ấy, bày tỏ nỗi lòng, mong cô ấy hiểu được tấm chân tình của mình. Trong những đêm mà em thức trắng đêm mất ngủ do nhớ cô ấy, mà lá thư đó là thấm đẫm nước mắt do em khóc vì cô ấy. Cái lúc đó thì em có biết cái lá thư đó là nước mắt của anh? Thật sự ra thì mấy lá thư đầu anh gửi cho em á, em nhận, em đọc xong em cất đó, không trả lời lại luôn. Tại có bạn trai rồi nên em nghĩ là có trả lời lại thì thêm hy vọng. Cho tới lá thư thứ năm thì cũng hơi xúc động, tại vì ảnh lòng một bài thơ của nhà thơ Pushkin á, cái bài thơ Tôi yêu thầm á. Và cái bài đó làm sao chị không nhớ ta? Tôi yêu em đến nay chừng có thể, ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai, nhưng không để em bận lòng thêm nữa. Hai hồn em phải gợn bóng u hoài,
Tôi yêu em âm thầm không hy vọng, lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen. Tôi yêu em yêu chân thành đành thắn, cầu chăm được người tình như tôi đã yêu em. Trời ơi, lãng mạn. Lãng mạn. Phải nói là quá tuyệt vời. Xúc động quá mà té đến luôn. Trời ơi, bây giờ thì em đã hiểu chưa? Trời ơi, rồi mỗi lần em biết chưa vậy, gia đình em có biết không? Dạ cũng may là gia đình em không biết. Tại vì em thức đêm, gia đình em nghĩ là em học bài không à. Chứ nếu mà em biết em thức đêm mà tương tư chắc cạo đầu em luôn. Còn em có biết cái điều đó không? Dạ em không có biết. Sau này á lấy nhau rồi ảnh nói em mới biết. Vậy là lúc đó cảm xúc em sao? Hơi tội tội. Cho nên em quyết định là thư này em phải trả lời. Nhưng mà em trả lời từ chối. Trời ơi. Đứng đau thiệt á. Thế các bạn lúc mà bạn nhận được cái lời từ chối đó thì như thế nào? Lúc đó em đau khổ, tuyệt vọng, chán nản, không có thiết tha mọi thứ gì trên đời hết á. Nhiều lúc còn nghĩ đến tự tử nữa. Nhưng mà sau vài tháng á, em mới nghĩ là phải cứng rắn lên. Lúc em lao đầu vào học hành, lao vào làm những việc khác. Ví dụ như là quen những người gái khác để quên cô ấy, lấp đầy khoảng trống. Mà ai ngờ càng quen nhiều người gái á, thì lại càng không thể quên được. Rồi thì đến bao lâu thì hai bạn mới hội ngộ lại nhau? Dạ sau 3 năm đeo đội và 3 năm không gặp, thế mới chợt nhớ người xưa, mới điện thoại hỏi thăm, mới biết là cô ấy đang cô đơn. Em gặp lại anh thì anh đi làm rồi, cho nên nhìn thấy anh chững chạc hơn, nên em thay đổi cái tư tưởng của mình, suy nghĩ lại. Thì sau vài lần đi chơi thì cũng vui, tới cái lần tụi em đi karaoke, anh mới tỏ tình. Mà tỏ tình lạ lắm chị. Đâu lạ hay sao đâu? Anh đè cho em, anh hôn luôn. Dạ. Trời ơi, không có suy nghĩ gì hết. Không, tao hỏi cái nụ hôn là nụ hôn lợi dụng mà là nụ hôn sai khỏe. Lúc đó em thừa nước đục thả câu. Lần đầu tiên chết rồi, chết rồi, chết rồi. Tấn công bằng thư á là không có thành công, nên bà rút kinh nghiệm đợt 1. Đó, lần thứ 2 là phải tấn công bằng hành động. Hay quá. Em thấy lạ không? Cái người nào mà ta quyết tâm làm thì thường là thành công. Rồi thì sau khi được bạn này đồng ý thì bao lâu thì hai bạn quyết định đi đến hôn nhân? Sau 2 năm 4 tháng. Vậy là hai người này biết nhau trời là 8 ơi. Năm 4 tháng đó. Rồi bây giờ là hai bạn có em bé chưa? Dạ chưa. Chắc có lẽ là rất là đầm ấm, không có một cái gì cãi vã đúng không? Dạ không có, anh cưới về rồi em mới phát hiện ra anh này rất là nóng tính. Ừ. Vừa nóng tính mà lại rất là mê chơi. Tôi nhìn tôi không nghĩ là bạn mê chơi đâu nghe. Mà nhưng mà chơi cái gì? Ham chơi bi-da lắm chị. Trời ơi, ghiền coi như là không có nghĩ tới vợ luôn. Ngoài cái chuyện mê bi-da ra, bạn còn mê gì nữa không? Em còn mê mô tô. Anh thử tưởng tượng coi, hồi trước thì đi đâu làm về cũng vợ ơi hôn cái chóc. Hồi hỏi là vợ ơi hôm nay giờ làm có mệt không? Còn bây giờ từ lúc mua mô tô về là thay đồ và quăng cái cặp cái vỏ đó, xong cái ôm xe nè, lao xe nè, chùi xe nè, cái xăm soi xe miết, không hỏi vợ gì hết trơn á. Thì bực em đó hoài. Thì bởi vậy sau hôn nhân em mới vỡ lẽ là vợ em rất là hay cằn nhằn, nên bởi em mới nói thôi đi, mà bắt đầu mà nói nữa là em quạo lên rồi. Trời, đang tuôn trào tự nhiên kêu thôi đi, đâu nín được đâu chị. Vậy mỗi lần chồng em nóng tính thì cái đô nặng nhất của ổng thể hiện ra là gì? Sau lần đó ảnh xém quýnh em. Trời đất ơi, phải không? Không bao giờ em có ý định quýnh vợ em. Tại lúc đó vợ em nói hoài, em nói thôi đi. Thế em mới tức lên, em mới quýnh vô tường, coi như là xả cơn giận vậy thôi. Không, quýnh vô tường nghĩa là quýnh mình rồi. Nhưng mà tại vì lỡ như không có bức tường thì là em sao, cho nên đó. Là coi như xém quýnh rồi. Cái từ từ bất ngờ này quá bất ngờ khác vậy trời. Vậy lúc đó nếu như ổng quýnh em thì sao? Trời ơi, ảnh mà quýnh em là chia tay liền, dứt khoát chia tay liền vậy liền. Trời ơi, có khi nào nha, chị hỏi này nè. Lâu lâu em nhìn vợ em á, em nhớ lại nguyên một cái khoảng thời gian em phải làm thần đèn á, tự nhiên em cảm thấy bực bội, em muốn trả thù giặc không? Không, còn hỏi ác ghê. Thật sự á, cái khoảng thời gian mà em quen lên đeo đội thì nhiều khi cái đó là khoảng thời gian mà em thấy là đẹp nhất. Rồi hỏi một lần nữa nè, ví dụ mà không có bức tường thì coi là em có quýnh vợ em bữa đó không? Dạ không, chắc chắn là em bỏ đi thôi. Câu nữa nè, bây giờ nè, pizza nè, vợ nè, với xe, số nào số 1, số nào số 3 nè? Chắc chắn vợ là số 1 rồi. À. Dạ, xe là số 3. Ủa sao sao xe số 3? Tại giờ, giờ là đang thích pizza rồi. Không sao đâu, tại vì mai mốt nếu có con á thì chắc chắn là cái số thứ tự đầu tiên á chắc có lẽ là dành cho con rồi. Chị hỏi vậy là để cho em yên tâm. Yeah. Nhưng mà ví dụ em cho quyền vợ em cằn nhằn mấy lần thì em sẽ không nổi nóng.
Bình thường thì em nhìn em không nói gì hết. Đến khi nào mà em thấy bực rồi á, em mới nói là thôi đi. Đến lần thứ hai, lần thứ ba là lúc em sẽ nổi nóng. Có nghĩa là em cho phép cổ cằn nhằn làm sao để cái lần thôi đi thứ nhất là có thể chấp nhận. Thôi đi lần thứ ba là có chuyện đúng không? Dạ đúng rồi. Chị hỏi thêm xíu nữa thôi. Tức là từ cái chữ thôi đi đầu đến cái thôi đi thứ nhì cách nhau được khoảng thời gian là bao nhiêu? Dạ chắc khoảng 10 phút. 10 phút? Trời, từ lần 1 lần thứ nhì 10 phút là quá nhiều đó. Trời ơi, nói vậy thôi chứ không có đưa tới vậy đâu. Sau đây em sẽ có quyền cằn nhằn chồng em trong vòng là đúng 10 phút. Em để đồng hồ báo thức đúng 10 phút em ngưng luôn. Không bao giờ có chuyện nổi nóng nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ, hai được. Bạn mong muốn người bạn đời của mình thay đổi như thế nào? Em thì em mong muốn vợ em bớt cằn nhằn đi. Còn em? Em thì em mong muốn chồng em bớt nóng tính lại, biết kiềm chế lại, với lại biết lo dành thời gian cho gia đình hơn, đừng có mê chơi quá. Tức là bớt pizza đi đúng không? Em dạ. Cho quyền thời gian chồng em á, trong một ngày á, dành bao nhiêu thời gian cho pizza? Một tuần 2 ngày mà mỗi ngày 1 tiếng. Được không em? Quá được đi chứ. Thôi vậy là được quá rồi. Em cho quyền chồng em á, một tuần 2 ngày, dạ. Mỗi ngày 1 tiếng. Dạ. Còn chồng em cho quyền em á, là một lần cằn nhằn vậy 10 phút. Em đâu thấy em cằn nhằn, em thấy em hơi nói nhiều chút xíu thôi. Thì tôi nói trong 10 phút thôi rồi ngưng. Được chưa? Dạ. Được. Rồi, xin cảm ơn hai bạn. Dạ, cảm ơn. Em tính ôm em thôi. Trong đầu em lúc đó em nghĩ là anh ấy sẽ làm gì mình? Tại vì phải chứ ảnh ôm em, anh quàng cái dãy luôn đi. Cái này tự nhiên từ từ rồi ra, cái rồi ra. À, được rồi. Đó, cua bò, cua bò. Và bây giờ để không biết là cặp thứ hai này ông chồng ổng có là mê đá banh hay là vợ cô vợ này cổ thích mùi nhãn hay không, thì bây giờ xin mời quý vị cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng tiếp theo. Một cặp vợ chồng rất đẹp đúng không chị? À, hai bạn hãy giới thiệu cho mình. Em tên là Hải Đăng, thì năm nay em 24 tuổi. À, hiện giờ em đang là nhân viên thiết kế. Nhân viên thiết kế. Hải Đăng mới có 24 tuổi thôi hả em? Trời ơi, nghe cái tên em nhớ biển quá. Còn em? Còn em? Còn em là Hương Giang. Em cũng bằng tuổi ông xã, 24 tuổi. Thường là Hải Đăng ở trên biển thôi, nhưng mà riêng cái cặp này là có một ngọn hải đăng ở ngay cái dòng sông Hương Giang. Cái đèn cái dòng sông Hương Giang. À, chắc hai người quen nhau ở Huế đúng không? Dạ không. Anh thật này thiệt à. Thế là bạn quen nhau như thế nào? Sao? Em nhớ hồi đó là do em có học chung lớp với một người bạn. Thì có một hôm tự nhiên cái bạn nó chạy tới nói với em á là Giang ơi, mà mình có cho số điện thoại của Giang cho một người bạn ở gần nhà á, có gì mà bạn nó mà nhắn tin Giang nhớ trả lời nha, đừng có làm lơ. Em hồi đó là em là sinh viên năm cuối, thì trong một ngày nghỉ học á thì em cũng chẳng biết làm gì hết, cái đi ra đi vô, xong rồi cuối cùng quyết định ngồi dưới cửa ngắm trời, thì mới thấy có một bạn ở đối diện nhà là bạn đó tên Thái. Thì em mới cái nảy ra một cái ý định đó là chỉ cho vui thôi, thì em mới hỏi Thái là có em nào xinh xinh không cho xin số điện thoại. Thái mới bắt đầu lục tìm trong danh bạ điện thoại á, thì kiếm cho em được hai cái sự lựa chọn, một á là tên Giang, hai là tên Phương. Cuối cùng là em thích tên Giang hơn, nên em quyết định chọn thời gian để mà em nhắn tin để làm quen thử. Rồi tới chừng gặp nhau thì sao? Cái cảm giác có giống như mình suy nghĩ không? Cái lúc mà anh nhắn tin á thì cũng có được người bạn nói trước rồi nên em có trả lời lại. Xong rồi cái anh đòi gặp em ngay luôn vào buổi tối đó. Tại vì cái trước lúc đó cái người bạn em nói là cái anh chàng này nghệ sĩ lắm nha, anh học ở bên mỹ thuật á. Em cũng thấy tò mò, em hình dung ra cái anh này nó nghệ sĩ ha. Chắc là cao, gầy gầy, rồi tóc dài, đeo mắt kiếng, rồi cũng có thể có râu nữa, rồi lưng khòm khòm á. Giống như là em hay đọc truyện tranh, em thấy vậy. Cái lúc mà em gặp xong rồi á thì thật sự là hơi ngạc nhiên. Tại vì anh hơi khác so với những gì em nghĩ. Anh rất là dễ thương, phong cách theo Hàn Quốc vậy á. Rồi cái vô cà phê nói chuyện với nhau. Lúc mà nói chuyện á thì các anh này ngộ lắm nha, nghệ sĩ đâu mà không nói gì hết á. Toàn có lần em nói nó hoài, nó mãi thôi à. Bữa đó là trễ rồi, mà em từ chiều tới giờ em chưa ăn cái gì hết, cho nên là thấy hơi đói rồi. Mà thì cô này cứ huyên thuyên bất tuyệt, cứ hết nói về bản thân mình, rồi lại nói về cái người bạn thân của cô ấy mới đi chơi về. Em cứ lùng bùng trong lỗ tai vậy đó, lịch sự á, cho nên em phải cố gắng mà em lắng nghe thôi. Chứ giờ không biết làm sao hết, cảm thấy giống như là nó ám ảnh trong đầu em. Nó đói bụng quá mà nhớ. Đúng rồi, chứ lại thì ảnh ngồi anh không có nói chứ anh cười không mà. Không thì đúng là phải nói chứ không em. Bây giờ mình gặp nhặt nhau nè, nhìn nhau bốn mắt không. Mấy ngày sau, không hiểu sao gọi lại nhắn tin cho em. Vậy hả, em nhắn sao?
Tại vì hôm đó là mấy nhỏ bạn gái á rủ nhau là hôm nay đi nhậu đi. Thì có uống vài chai bia với nhau. Uống xong rồi cái người em nó lân lân rồi. Mất kiểm soát phần nào rồi đó. Em cũng nhà xa nữa. Thế là em mới nhắn tin nhà này trở về giùm. Em nhắn xong cái anh trả lời liền luôn. Ok là pin nóng liền. Thì lúc mà trên đường về gần tới nhà rồi, cái hơi men trong người vẫn còn nhiều quá. Em sợ là về cái mẹ la. Cái em nói thôi nhớ có cái bãi đất trống nhà, nói anh này dựng nó đi. Lúc đầu hai đứa nói chuyện vui vẻ, em ngồi em nhìn trăng, cái tự nhiên thấy cái gì nhọt nhọt sau lưng. Thì em thấy vậy cái em tạm suy nghĩ liền, cái trời làm gì vậy ta, nếu mà tát chừng cái là chắc không gặp nhau nữa đâu á. Bây giờ hai đứa đi ngắm trăng rồi nhột nhột sau lưng đó, bây giờ cái nhột nhột sau lưng đó là cái gì? Lúc đó là trăng nó chiếu thẳng xuống luôn, em nhìn cái nét mặt của ấy lúc đó là rất là buồn luôn á. Thì em mới nghĩ là cô này chắc có chuyện buồn gì mới đi nhậu, thì em mới quàng tay ra. Nhưng mà cô này có phản ứng thái quá là gạt tay em ra. Ủa mà em rộn tay sau lưng người ta làm cái gì? Em tính ôm em thôi. Trong đầu em lúc đó em nghĩ là anh ấy sẽ làm gì mình? Tại vì phải chứ ảnh ôm em anh quàng cái dậy luôn đi. Cái này tự nhiên từ từ rồi ra cái rồi ra. À được rồi. Đó cua bò, cua bò. Vừa làm vừa suy nghĩ rồi. Sau đây là gì nữa nè? Khi mà em quyết định là em cua bò lưng gỗ, em có dừng lại ở cái mức độ là chỉ có ôm eo không? Tiếp theo là ôm đầu ngã vô vai em. Tiếp nữa tiếp theo là chắc nhìn qua nhìn lại coi có ai không. Rồi tiếp nữa chục cái tới đó thôi. Rồi sau cái ngày hôm đó, sau cái đêm đó đó thì cổ phản ứng với em như thế nào? Sáng hôm sau thì điện thoại em có tin nhắn tới. Sự là em nhắn cho người bạn thân. Em nhắn là tự nhiên hôm qua tao nó ngồi ngắm trăng, cái nó khều khều cái nó khều khều lưng tao, tao tưởng là nó làm gì tao, tao sợ cái tao gạt tay ra. Em nhắn tin cho bạn nhưng mà gửi lộn qua cho chồng em. Dạ đúng rồi. Rồi em khi em nhận được cái tin dễ sợ vậy thì cảm giác em sao cưng? Cũng rất là an ức, tại vì mình đâu có phải là mình lần mò cua bò đâu. Mình là tính mình ôm, mình tỏ tình đàng hoàng. Thứ hai á là không được vui vẻ vì cô ấy gọi em là nó. Thì em cũng nhắn trả lời lại là lộn số rồi. Tôi như bạn là tôi không có nhắn tin đâu mà tôi phải hẹn cho ra hai mặt một lời. Tại sao kêu tôi bằng nó? Đúng rồi. Tại sao mày kêu quên, tại sao em kêu tôi bằng nó? Thì lúc đó đúng là em oan ức thiệt. Thì cuối cùng là em đã hẹn cô ấy ra. Thì cà phê thì hai đứa bắt đầu nói chuyện, giải tỏa được những cái vấn đề trong cái khúc mắc lúc đó. Bao giờ em có thể lặp lại được cái hành động là ngã đầu gối vào vai rồi sau đó làm cái chuột là bao lâu? 3 tháng sau. Ba tháng sau. Có hồi hộp không cưng? Thì hôm đó thì anh chở em đi chơi, anh nắm tay em chụp mặn mẻ lắm, xong rồi anh nói em á là Giang là bạn gái của Bin nha. Em mới từ từ em ngã lên đầu mình vô vai ảnh. Đúng điều ước mơ đó. Không có. Ủa rồi tỏ tình rồi xong rồi bao lâu thì cưới? Từ tụi em quen nhau khoảng được 2 năm rồi. Lúc đó hoàn cảnh vẫn còn đang khó khăn, nhưng mà thực sự là rất là yêu cô này rồi. Thì em mới suy nghĩ là có một cái gì đó thật là đặc biệt để mà tặng cô ấy. Cuối cùng em suy nghĩ ra là em có một viên đá màu đỏ. Sau đó là em xin một người bạn một miếng da. Da gì? Dạ da bò. Da bò. Em mới quấn lại đính cái viên đá lên để mà tặng cho cô ấy. Làm bằng cái nhẫn hả? Dạ làm thành cái nhẫn. Người ta là nhẫn cỏ, em là nhẫn da bò. Người ta cho em nhẫn cỏ còn anh cho em nhẫn da bò. Khi mà em vừa bước lên anh đã chú ý vào cái ngón áp út của em rồi. Yeah. Hình như đó là chiếc nhẫn da bò của chồng em bạn em, đúng chưa? Dạ yeah, bà xã em nhận cái nhẫn này, cái phản ứng của cô làm sao? Khi mà em làm chiếc nhẫn á là mình suy nghĩ á chắc là xúc động dữ lắm. Nhưng mà cuối cùng khi mà em tặng cho cô ấy thì cô ấy nhìn em cười. Lý do sao cười? Cười hạnh phúc. Cười hạnh phúc, vậy? Cười bất ngờ. Tức là cười sao? Cười hay là cười châm biếm? Cười hết cỡ. Đâu cười sao đâu, cười vậy đúng hả? Sao vậy, sao cười cưng? Tôi phải cười mỉm thôi chứ cười mà cười như ma làm cười ha ha hố hố. Tại vì cái lúc mà anh tặng em cái nhẫn này á, tụi em đi chơi. Cái về đến nơi cái anh kêu, anh nắm tay em là anh kêu đợi chút. Cái tự nhiên cái anh móc ra cái nhẫn. Xong rồi anh quỳ xuống. Anh nói là em có muốn lấy anh làm vợ không? Trời ơi, trời ơi. Nghĩ sao mà hỏi thôi. Em có đồng ý lấy anh làm vợ không? Em rất hạnh phúc luôn. Hai đứa lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ cũng 2 năm. Hai năm rồi. Khi mà cưới nhau rồi chắc chắn anh chồng này cũng tiếp tục mang một cái sự lãng mạn đến với em đúng không? Dạ, nó bớt lại.
bớt hả? Dạ, cái điều đó cũng làm cho em hụt hẫng phần nào á. Tại vì hồi đó anh là nghệ sĩ mà, anh lãng mạn lắm á. Khi mà vào đời sống vợ chồng á thì mình vẫn còn cái tâm hồn lãng mạn nhất, nào lúc nào em cũng vậy hết. Còn anh thì đã giảm đi rồi. Còn Hải Đăng, còn cái gì mà em thấy vợ em thay đổi so với lúc mà yêu nhau không? Vợ em có một cái là khi mà vợ em về thì em phát hiện ra là vợ rất là lề mề. Lề mề. Hậu đậu nữa. Hậu đậu nữa, lề mề hậu đậu. Hiểu rồi ha. Còn bây giờ hậu đậu sao? Giống như là ở trong nhà. Trong nhà em ví dụ như trong nhà em đang ngồi vậy á, thì đường có sẵn đường đi, thẳng đường đi. Không biết sao đi sao cứ đi qua là tán em cái, lại đá chúng em cái. Cho nên là em thấy khá là hậu đậu. Thì em cũng không hiểu gì sao á mà em hậu đậu như vậy á, mà anh cứ la em hoài à. Mỗi lần ra em làm gì mà cứ hút vô anh hoài vậy, đường đi á, xong đi đi. Cái em nói là trời ơi, đâu có cố ý đâu, em cũng đâu có hiểu gì sao đâu, mà tự nhiên anh ngồi dẹp vô đi cho em đi. Thực ra khi mà mình có con á, cái bản năng người phụ nữ á, chắc chắn là em phải bớt cái lề mề đi rồi. Có nghĩa là mọi người phải khắc phục một chút xíu nữa. Được không? Được không? Dạ, dạ, được rồi. Tự hứa với nhau nha. Dạ. Rồi. Tụi em hạnh phúc. Rồi, dạ, cảm ơn em. Cảm ơn.